Hello các bạn, hôm nay là ngày thứ ba. Đây là trang phục ngày thứ ba của mình. Hôm nay thì chỉ đi vòng vòng trong khách sạn tham dự cái beauty fest thôi. Thì mình mặc rất là đơn giản. Mình mang giày đỏ với lại mặc váy ren màu đỏ thôi. Hôm nay phải chuyển qua phòng khác nên mình phải dọn vali nè. Trời ơi, bây giờ thì 9 giờ rưỡi rồi, quá giờ ăn sáng rồi. Đói bụng quá đi. Để đi qua phòng Mina, coi thử Mina xong chưa rồi mình rủ Mina xuống dưới luôn nha. Bye. Bye bye. Bye bye bye. Trong thang máy này có cái gương đã quá. Theo vào soi. Tinh tinh, tới nơi rồi. Tới tầng 1. Đói bụng quá à. Đi trả phòng xong rồi mẹ. Đi vô chỗ này ăn sáng, ăn cơm nha, ăn canh kim chi. Đúng kiểu Việt Nam đúng. Không, đúng kiểu Hàn Quốc luôn. Cái khu ăn sáng này đẹp ghê nè các bạn. Ở ngoài đây cây sâm. Mina xuống ăn sáng muộn quá nên giờ người ta đang dọn hết tiêu rồi. Mẹ Hằng mới ăn được có chút xíu à, nhưng mà cũng không sao. Đây, dĩa của mẹ Hằng đây. Đây, dĩa của Mina siêu đẹp tại vì mới chụp hình xong. Ăn đi Mina, ăn đi có sức. We had another fun this morning. So as you can see, we have decorated this workplace. There's a lot of people, a lot of food. A lot of handsome boys around. Linh Di đang làm gì á? Đang nhét đồ vô. Đang phân loại quà. Đang nhét quà vô. Bà Hằng cũng nhét hai túi để cho nó dễ xách.
Pokemon. Okay, you guys remember that I must have Lindsay đang chơi game để đổi quà. Mà hàng mới đổi xong rồi. Group manager. Because she can give you which room you're gonna go in. Ờ, Lindsay có quà giống thằng rồi. Okay, so thằng cũng lấy cái này nè. Thank step you. One. Finish up with the meeting, finish up with the rest of you have a plan. Room manager. And get your room and instructions what to do with your bag. Trời ơi, mệt quá các bạn ơi. Ngợp ở trong quà. Đây mình đang ngồi ở chỗ này, xung quanh mình mấy cái đồ này là của mình. Oh my god. Nắng chiếu đẹp quá. Ok, sao đẹp quá vậy? Nắng chiếu đẹp quá. Tụi mình đang trên đường đi đâu đây Mina? Tụi mình đang đi đâu vậy Mina? Đi ăn trên... Itaewon hả? Ờ, Itaewon. Nhưng mà trời lúc lạnh lúc nóng. Ờ. Không biết nó sao. Đâu biết rồi mà tiếp. Lạnh quá. Nãy giờ bị lạc. Bây giờ mới tìm thấy nhà hàng, chắc mọi người ăn xong hết rồi. Thơm quá. Mọi người đang đợi để ăn. Ở trong một căn phòng ăn rất là đẹp. Nói thật sự ở ngoài cũng rất là đẹp. Bây giờ chúng mình sẽ ăn trưa ở đây. Trưa đi. Ok. Oh, chỗ ăn này đẹp quá mọi người ơi.
phần cũng được ăn. Hà đang đói lắm nè. Trời ơi, ngon á. Quay diễn là mặt. Thôi anh diễn nha. Chết. Anh Linh nhớ vô trong channel của em coi nha. Rồi, anh đây. Ok. Anh cả nhá. Jamie. Dễ thương quá. Ăn chưa? Món cuối cùng. Ăn xong rồi có nhiều suất rồi lên chụp hình đúng không? Trời má chửi luôn chứ. Cái phần này nó chửi có hoài luôn. Để xuống mình ăn nhé. Hả? Cái phần này. Bây giờ tụi mình đang đi ra Life Fan Store. Lindsay, hi. My friends. Live Friends. Trời ơi, cái tiệm này đẹp quá các bạn ơi. Coi là nguyên một cái tòa nhà trang trí luôn. Nếu mà có rung quá thì các bạn thông cảm nha. Tại vì lạnh quá, tay mình nó rung. Hi Olivia. Lindsay và Hằng. Xà bông này lên trên. Mùi thơm là từ cái này đó. Có mì nữa. Hello.
tiệm này có góc để chụp hình dễ thương quá nha các bạn ơi. Lizzie đang chụp hình đó. Bây giờ tụi mình đang tiếp tục đi museum. Ở đằng trước museum này đẹp ghê. Mina đang chụp hình. Lindsay. Lindsay đang đợi chụp hình. Museum ở bên kia. Get inside. Okay. Hi. Thank you. Ôi, cái museum này đẹp quá. Mỗi người một cái máy quay. Quay nhau. Rồi museum là bây giờ tụi mình đi shopping ở Miền Đông. Là mày đúng không? Ừ, một chai là 4 người uống rồi. Hai đô la.
Mọi người đang bắt taxi để về.